Kính chào quý vị và các bạn. Gành đá ở Nam Ô, Đà Nẵng đang trong mùa rêu xanh tuyệt đẹp. Mùa rêu ở đây là hiện tượng tự nhiên xuất hiện đều đặn hàng năm từ sau Tết Nguyên đán. Theo người dân thì khi lập xuân, trời bắt đầu nắng nhiều, không khí lạnh yếu tạo ra điều kiện thuận lợi để cho các lớp rêu trên các dạng đá phát triển. Khi mà thủy triều rút xuống thì sẽ lộ ra lớp rêu xanh mướt tuyệt đẹp. Mùa rêu thường kéo dài trong khoảng từ 2 cho tới 3 tuần rồi tàn. Quý vị nếu muốn chiêm ngưỡng và chụp ảnh với mùa rêu ở Đà Nẵng thì có thể đi trong ngày thứ 6 vì dự báo là trời tạnh ráo từ sáng cho tới chiều, nhiệt độ sẽ không vượt quá 26 độ. Thứ 5 và thứ 7 khả năng sẽ có mưa bất chợt, tuy là lượng không lớn nhưng sẽ khiến cho việc di chuyển khá bất lợi và những bức ảnh của quý vị thì cũng không được sáng và đẹp. Bắc Bộ dự báo là trong ngày thứ 5, trời sẽ có trạng thái là nhiều mây. Tại Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên Phủ thì có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ trong khoảng là từ 19 đến 24 độ. Nếu lựa chọn Lạng Sơn là điểm du lịch trong dịp này, thì quý vị cũng có thể sẽ bắt gặp những cơn mưa vào ngày thứ 6. Do có mưa nên là trời khá rét, nhiệt độ trong khoảng là từ 16 đến 18 độ. Thứ 5 và thứ 7 thì sẽ thuận lợi hơn cho các chuyến du lịch, trời tạnh ráo, dễ chịu, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 23 độ. Nam Bộ dự báo trong ngày thứ 5 sẽ có trạng thái là nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông trong khoảng là từ 34 đến 35 độ, còn ở miền Tây trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có nắng mạnh và nóng trong ngày thứ 5 và 2 ngày sau đó, thậm chí là trong ngày thứ 6 nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Cộng thêm với hiệu ứng đô thị thì cảm giác sẽ còn nóng hơn vài độ. Quý vị nên sắp xếp lịch trình du lịch của mình vào buổi sáng hoặc là chiều muộn lúc mà nắng không quá mạnh. Tối và đêm thì cũng là lúc lý tưởng để quý vị chúng ta khám phá thành phố, vốn được coi là thành phố không ngủ của Việt Nam. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.